chào mọi người. Ở đây thì mình đang có một hộp thuốc kim tiền thảo. Bạn nào mà đang bị sỏi thận á, sỏi đường tiết niệu thì các bạn đừng bỏ qua clip này nha. Chắc chắn là nó sẽ rất là hữu ích với các bạn. Tuy nhiên bạn nào mà không có bị gì thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm để mà tư vấn cho người nhà mình cũng như là bạn bè của mình. Đây là cái hộp thuốc kim tiền thảo của công ty OBC, là một cái hãng cũng rất là uy tín trên thị trường dược phẩm. Thực ra thì không phải ai cũng sử dụng cái sản phẩm này đâu mọi người ha. Trường hợp mà các bạn bị sỏi lớn, sỏi có kích thước to thì các bạn sẽ cần phải can thiệp y tế để mà đẩy cái sỏi đấy ra ngoài. Tuy nhiên nếu như mà các bạn sỏi có kích thước nhỏ thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này. Vậy thì kích thước nhỏ là bao nhiêu? Vậy thì mình cũng chia sẻ luôn đấy là khi mà các bạn bị sỏi mà có kích thước nhỏ hơn 4 mm ấy, thì đa phần là các bạn có thể tống cái sỏi ra ngoài cơ thể thông qua cái đường tiểu á. Những cái viên sỏi mà có kích thước từ 4 đến 6 mm, ở cái kích thước này á thì cơ thể của chúng ta cũng có thể đào thải ra một cách tự nhiên được, nhưng mà cái quá trình này nó sẽ mất một khoảng thời gian khá là dài, phải hơn 1 tháng gì đấy. Còn đối với trường hợp mà sỏi mà trên 6 mm ấy, thì trường hợp này các bạn cần phải can thiệp y tế nha, chứ chúng ta phụ thuộc hoàn toàn vào cái thuốc kim tiền thảo này nó cũng không thể nào mà nó bào mòn được đâu, cũng không thể nào mà nó thải ra hết được nha. Thì đấy, trong những cái trường hợp mà sỏi nhỏ, sỏi trung bình ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái dòng sản phẩm kim tiền thảo như thế này để chúng ta hỗ trợ tống cái sỏi ra ngoài thông qua cái đường niệu, hay là nói một cách dễ hiểu đó là thải qua đường nước tiểu đấy. Và ở đây thì mình đang có một cái hộp thuốc kim tiền thảo, thành phần chính đó chính là cao kim tiền thảo 120 mg, tương đương với một viên, tức là một viên này thì nó sẽ tương đương với cao kim tiền thảo là 120 mg. Một hộp như thế này thì nó sẽ có 100 viên bao đường nha mọi người. Nha. Hộp 100 viên bao đường. Và đây là cái chai kim tiền thảo ở bên trong của chúng ta nha mọi người. Chai 100 viên bao đường. Chính vì nó bao nhiêu đường như thế này cho nên là nó sẽ không thích hợp với những ai mà đang bị tiểu đường nha mọi người. Bạn nào mà đang bị tiểu đường thì nên thận trọng khi mà sử dụng cái kim tiền thảo của công ty OPC này. Về cách dùng và liều dùng á, mỗi lần chúng ta sẽ uống 5 viên và ngày các bạn sẽ uống 3 lần. Tức là một ngày chúng ta sẽ uống tổng cộng là 15 viên. Viên nó cũng rất là nhỏ thôi mọi người, không to đâu nha. Và như mình nói lúc ban đầu á, đó là thuốc này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta đẩy cái sỏi qua đường nước tiểu. Chính vì vậy các bạn uống nhiều nước nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Càng nhiều nước thì càng tốt nha mọi người. Càng nhiều nước thì càng dễ đào thải cái sỏi của chúng ta ra ngoài. Đó thì chịu khó uống nhiều nước lên một tí nha mọi người. Thông thường nếu mà sỏi mà dưới 4 mm ấy, thì khoảng 1 tháng là chúng ta có thể đẩy nó ra ngoài rồi. Sỏi khoảng 4 đến 6 mm thì sẽ lâu hơn, khoảng hơn 1 tháng. Còn trường hợp sỏi to thì các bạn nên can thiệp y tế. Uống cũng được nhưng mà nó sẽ rất là mất thời gian cho mọi người. Có khi cả năm, 2 năm ấy, thì nó mới đào thải ra được. Và thậm chí là có những người không đào thải được. Đấy, cho nên là trong những cái trường hợp mà các bạn bị sỏi nhỏ, sỏi trung bình thì các bạn có thể tham khảo thêm cái sản phẩm này để mà chúng ta sử dụng. Hiện tại thì cho tới bây giờ thì nó cũng chưa ghi nhận bất kỳ một cái tác dụng không mong muốn nào của thuốc. Nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn sử dụng thuốc cũng như là bất kỳ một cái sản phẩm nào, nếu mà các bạn gặp những cái tác dụng phụ nó không mong muốn như là phát ban này, đau bụng buồn nôn chóng mặt hay đau đầu gì đó, thì các bạn phải thông báo cho bác sĩ cũng như là dược sĩ biết để mà chúng ta kịp thời xử lý. Tiếp theo là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng thuốc này. Thứ nhất là bạn nào mà đang bị tiểu đường thì các bạn cũng nên thận trọng vì cái viên thuốc này là viên thuốc bao đường, cho nên nó sẽ không thích hợp cho người bị tiểu đường nha. Thứ hai là bạn nào mà bị dị ứng với cái thành phần kim tiền thảo này thì các bạn cũng không nên sử dụng. Thứ ba là những người thiếu máu. Đây là ba cái đối tượng mà chúng ta nên thận trọng khi mà sử dụng cái dòng sản phẩm này. Còn bạn nào mà bị đau dạ dày thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được nha. Các bạn chịu khó uống thuốc này sau cái bữa ăn, chịu khó ăn no một chút xíu thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì lên cái dạ dày của các bạn. Đặc biệt là phụ nữ mang thai và phụ nữ trong cơ bú, nếu như mà các bạn bị mắc sỏi thận thì các bạn cũng có thể sử dụng cái dòng sản phẩm kim tiền thảo này. Tuy nhiên thì các bạn cũng cần phải hỏi thêm cái ý kiến của bác sĩ nha. Và các bạn lưu ý là để cho mà cái thuốc của chúng ta phát huy hết tác dụng và hiệu quả điều trị bệnh tốt thì các bạn cần phải uống liên tục nha, không được ngưng ngày nào. Nếu mà trong quá trình sử dụng mà các bạn có sử dụng thêm những cái dòng sản phẩm khác hay thuốc khác thì các bạn cần phải thông báo cho dược sĩ cũng như là bác sĩ biết để xem là những cái thuốc đó nó có tương tác với kim tiền thảo của chúng ta hay không. Không là rất là nhiều trường hợp sử dụng rất là nhiều thuốc chung với nhau và nó sẽ làm cản trở cái sự hấp thu và cái thuốc của chúng ta nó không phát huy tác dụng được. Thì đó là những cái thông tin cơ bản về cái thuốc kim tiền thảo này. Bạn nào mà có câu hỏi nào
thì có thể bình luận ở bên dưới để cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Đừng quên like và share clip này để ủng hộ cho mình nha.